Như vậy thì chị có sợ fan nữ của anh Isaac tấn công chị không? Không, lúc mà đóng thì không có sợ, lúc đóng thì mình nghĩ đây là bộ phim thôi, có ký hợp đồng bảo hiểm với bộ phim, nếu như mà xem phim rạp bước ra đường mà có bị cái gì là bộ phim là nhà Đoàn sản xuất phim đền, á, đoàn phim đền chịu trách nhiệm hết. Thì mình cứ nghĩ như vậy thôi, mình cứ nghĩ đây là một cái bộ phim bình thường, anh Isaac cũng đóng với lại nhiều diễn viên nữ rồi. Nhưng sau bộ phim là bắt đầu sợ, tại vì có nhiều cái thời gian đi với anh Isaac nè, anh em nói chuyện thân mật rồi, mình cũng thoải mái này kia vậy, thì nhiều người hỏi xong là thấy hơi sợ rồi đó, chứ lúc lần chưa nghĩ gì, chưa sợ. Nói gì đó đi anh. Mọi người không được đụng nói Diệu Nhi. Anh nói vậy em còn bị đánh nặng hơn. Anh nói như vậy em còn bị đánh nặng hơn á. Có cách nào nói khác không anh? Nói thử xem là mọi người phải biết là Diệu Nhi quan trọng thế nào với Isaac, cho nên mọi người đừng làm tổn thương Diệu Nhi. Không, không, anh phải nói Không là được nói vậy thật hả? ra Mỹ Nhi đó, trời ơi gì đâu, mọi người cũng làm gì cũng được, thì người ta thấy là cũng chẳng Không có có gì gì, đặc gì biệt đúng đặc không? biệt với anh. Anh kêu là mọi người muốn đánh gì như sao cũng được, anh sẽ không chẳng quan tâm đâu, anh nói vậy mới không đánh, mà anh càng nói là đừng đánh Chị Nhi là cái gì, mọi người muốn làm cái gì làm nhé. Diệu Đúng Nhi, rồi, sau đây chắc sẽ sửa mọi người sau.